Xin chào các bác nhé. Hiện tại thì mình đang ở tại thác Bản Tính cũng như là thủy điện Bản Tính ở địa phận xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đây là hiện trường nơi mà có một nam thanh niên đi câu cá bị rơi xuống nước cái khu vực bên dưới này. Hiện tại là mọi người đang tìm kiếm, cũng như là đây xem người nhà đây đã mang các lễ vật đi để cúng. Đi đường bên kia, đi đường bên kia, đi đường cái chỗ sạt lở kia kìa. Cái chỗ để xe trên kia kìa. Có cái dây xuống ấy. Hiện tại là gia đình là lấy các cái tay bói nha, cái quần dơ đây hẳn ổ phe, ổ lơ bị lắp té, té mường lúc chế chén nón té. Thế vừa đi xem thầy về bảo tầm 12 giờ thấy à? Thầy về bảo 12 giờ là nó nổi đấy. 12 giờ nổi. Cái chỗ rơi kia 20 mét thôi. 20 mét. Nó chưa đi xa đâu, nếu là chiều là đi xa rồi. Rồi. Là bây giờ trong vòng 12 giờ chiều đấy là phải. Vâng, thế đi 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 xuống bên kia. Vâng. Đi xuống đường bên kia chị ạ. Vâng. Bên này đi đường dây khó lắm. Dây đi được không? Vâng. Mình sẽ ra chỗ bên này ghi lại cho các bác nhìn rõ hơn toàn cảnh nhé. Em này là hôm qua cùng anh em đi câu cá các bác, đang trên đường về thì chẳng may trượt chân rơi xuống cái vũng nước, cái khu vực chân thác cũng như là chân đập của thủy điện này là rất là to luôn này. Hiện tại mọi người dùng dây để đi xuống này, dùng dây dù, dây cáp để xuống này. Các lực lượng vũ trang, mọi người đang cố gắng tìm kiếm. Thở lặn lên rồi đúng không? Rồi rồi, ra đây để xem đồ lặn này. Đấy, lúc nãy mình xuống cái khu vực em nó rơi ở dưới kia. Đấy, khu vực chỉ tay đấy các bạn. Lúc sáng nay thì nước thấp thôi, bây giờ nước rất là cao. Lũ đang xả, các cái cửa thủy điện đang xả, sau đó là sẽ lát nữa sẽ đóng đập để cho anh em thợ để lặn nha các bác nhé. Tại có các chiến sĩ chuyên lặn ở dưới kia rồi. Ui mưa to nhỉ. Ủa, mưa to thế. Rồi, mọi người sẽ xuống lặn. Có lẽ là phải chờ đập thủy điện hạ cái ấy này này, đóng nước này các bạn, đóng nước thì mới lặn được. Thì sáng nay mới lúc 2 giờ sáng nha các bác nha, đang đi từ bên này sang bên kia để đi về. Tuy nhiên là đến cái đoạn mô kia, cái mô đá kia thì bị trượt chân và rơi xuống. Hiện tại là không biết nó có còn ở khu vực nước quẩn này hay không. Sợ là ra đằng kia rồi.
đóng nước các bạn, đang đóng nước dần dần này. Các anh em chiến sĩ thợ lặn là đang chuẩn bị đồ để lặn này. Hiện nay là thủy điện vẫn đang xả lũ các bạn, chưa đóng, nước dã man lắm. Bằng này nước cơ mà các bạn, điện nước rất là nhiều luôn này. Kia là mọi người là không cho đến gần nữa các bác nhé. Khu vực này là người nhà đang làm lễ các bạn. Đấy, vừa đi xem thầy thì thầy báo bảo là cách khoảng 20-30 mét gì đó, khoảng 12 giờ sẽ nổi lên, không biết là có đúng như các pháp sư không. Hy vọng là sẽ sớm tìm được em. Vâng, trước, vâng. Chuẩn bị đóng chưa chú? Chuẩn bị đóng nước chưa? Không, không. Thế là không được đóng à? Ấy, thế là không đóng được các bạn. Không đóng nước nha các bạn nhé. Bắt buộc phải lặn thôi. Anh em chiến sĩ đang mặc quần áo lặn rồi các bạn. Rộng này hơi mệt đấy nhỉ. Thì... Mọi người đang dỡ câu móc rồi. Lẽ thả lưới câu các bạn, nhưng mà bây giờ mọi người xuống lặn là phải vớt lên. Lâu chưa? Dạ, lâu lắm rồi thầy có gặp lần này đâu.
chuẩn bị xuống lặn. Nước rất là to các bạn. Hiện tại là thủy điện không đóng nước được nha các bạn nhé. Được quá mạnh. Ui, tràn qua cả bờ này rồi. Càng ngày càng xả to sao nhỉ. Đấy các bác ạ, mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nha. Đấy, có lẽ là nước quá nhiều nên là không biết bao giờ mới tìm được. Mình xin phép tạm dừng video đây. Mọi thông tin mình sẽ tiếp tục cập nhật sau video này nha các bác nha. Các bác nhớ ấn like, đăng ký để xem các phần tiếp theo nha các bác nha.